Rec đi. Rồi, bắt đầu. Sơn này đi. Ok, hello anh em. Chào mừng em trở lại với chơi game của tôi và cùng chơi game. Hôm nay tôi với thằng Cu sẽ tiếp tục hôm nay là không biết có phá đảo được không cái tựa game Sun of the Forest nhá. Tôi hôm nay là tôi không muốn gánh thằng Cu nữa, tôi gánh quá nhiều rồi. Hôm nay Cu phải gánh anh nhá. Yên tâm, thì hôm nay tôi đã học được bài bí kíp trên mạng là lấy được cái sẻng của anh em ạ. Thế à? À cũng rồi, cứ học cái kinh nghiệm thì có katana hay cái gì nữa mà đúng không? Có lấy được không? Katana chưa có lấy thì cái có à? Cưa. Ừ. Lấy vài là... khẩu súng các thứ khá là nhiều, thì hôm nay tôi biết được nhiều chỗ rồi nên là không phải lo. Cu mẹ tầm này tôi bố đời lắm anh em ạ. Cu con săn tôi được rồi. Tôi phải gánh nhiều quá thì nó cu nó phải lên mạng nó xem xong rồi nó đi làm clip dạy anh em cách kiếm đồ anh em ạ. Có cu con này hôm kẹt nay nó kiếm em tội, nó xem gánh tôi mẹ anh em xem ạ. trên Facebook nhé. À thế à? Ờ. Tôi đã biết là không xem đâu đâu. Để Facebook xem cậu có. Facebook mà. Hoa à, vừa cả ngày hôm đấy em ngồi chơi Sun of the Forest luôn, cả ngày ngồi chơi ạ. Chơi từ lúc mấy giờ đến mấy giờ ấy? Chơi từ lúc 8 giờ đến 12 giờ xong rồi đi học về lại ngồi chơi tiếp để mày chí Máu đấy. ngồi đi tìm đồ tìm kiếm hoặc là bắt đầu đọc mấy cái trên Reddit các thứ. Ok thôi vào game nhá. Vào game nhá. Vào game đi, vào game đi. Cu gánh tôi anh em ạ. Tôi cuối cùng đã có một ngày tôi phải gánh cu. Mẹ ngày xưa xưa là tôi toàn phải gánh cu tôi thật luôn, trò đéo là tôi cũng gánh. Nghe tiếng cu xa xăm ấy nhỉ? Đây, đây đang lấy điện thoại của người yêu để xem ấy. À để livestream à? Mất khẩu là gì ấy nhỉ? Không dùng được vân tay. Mất khẩu là người yêu cũ. À dùng được rồi, dùng được rồi, dùng được rồi. Mẹ sư. Tôi lên tôi đấm hết nhá. Gặp quái đấm hết. Chưa bao giờ là sợ. Cũ chế thêm đồ gì xịn chưa? Chế á? Ừ, ý là biết chế đéo thêm cần cái phải gì. Chế luôn mẹ. Đéo cần à? Tầm này. Ừ. Chỗ này nó đéo cho mình slot là một là slot đồ vũ khí 1 2 slot vũ khí 2 bực quá ổn. Ừ. Để chỉ có cách để trên đấy thôi. Đến đâu? Để ở bên ngoài ấy. Thế bảo mỗi lần đổi lại phải ấn cái y lên rồi lại chuyển. Mẹ quên mất hôm nay livestream lại không đọc được chat ấy. Khổ vãi. Hôm nào? Này, hôm nay livestream không đọc được chat. Sơn lấy một cái điện thoại mẹ xem có bạn nào chat kênh em không. Ok. Mà ai chat thì Sơn trả lời luôn hộ. À sao nào? Dũng đúng không? Không nhìn thấy nó lag thì bảo em nhá để em tắt mẹ luôn, đỡ phải livestream nhiều. Tôi nếu biết là tôi không biết tại sao đâu nhưng mà tôi quay con này cũng bị lag anh em ạ. Nếu anh em xem video tôi hướng dẫn chơi con Sun of the Forest này thì thề cũng bị lag ạ. Mà tôi để lâu setting có máy tôi có phải là cùi nó chắc là do chip đấy. Chơi game thì đéo bị lag nhưng mà quay lên thì lại bị lag ạ. Cay vãi. Anh đéo hiểu lý do bị thế là do cái gì luôn. Cay vãi, đéo hiểu ạ. Chẳng lẽ máy mình mẹ đã đến tuổi dưỡng già rồi à? Mà em thấy cái máy của em có mặc nhện rồi đấy Sơn ạ. Thế à? Ừ. Rồi, thế rồi vào rồi. Cũng vào chưa? Để anh phải xong hot đã thì em mới vào được. Rồi. Này thì để em dạy Sơn cách lấy cưa nhá. Mẹ. Ừ. Hôm nay thì tầm này thì mẹ. Vào. Nay là tôi gánh cưa, cưa ừ. Nhưng mà cưa ừ. Phải vẫn hết xăng mà đúng không? Hết được không? Cái gì cơ? Cưa nó bị hết xăng không? Cưa á? Ừ. Hình như là có xăng đấy Sơn ạ. À. Ừ. Anh biết cái thánh giá để làm gì không Sơn? Không. Dơ lên là quái chạy. Nhưng mà lúc nào nó chạy hay tùy lúc thôi. Cứ dơ lên là nó chạy. Cứ dơ lên là nó chạy. Hay là để sẵn thành giá ra tay phát tìm. Ừ. Gặp quái vào trong hang gặp quái dơ lên là thế à? Là nó chạy. Ừ. Rồi mình đang đâu đây? Ờ. Khu này à? Khu mình lấy được cái gì rồi nhỉ? Thứ nhất là cái rope gun là lấy được rồi này. Rope gun này. Ok, thiếu nước. Này mình bố đời rồi, sợ thằng nào nữa đâu anh em. Energy drink. Hát em này. Ôi, gì nữa nhỉ? Đi theo em nhá Sơn nhá. Ok, ui, mình có cái súng bắn nỏ để đó. Rope gun là cái gì đấy? Cái rope này là tí nữa để lấy ấy đấy. Đi.
Đợi tí đợi nốt nốt đó, nốt cái này phát. Cho nốt này là phát. Cho cái gì nhỉ, đồ ăn vào đi. Thanh kẹo vào nhỉ, energy bar nhỉ. Energy drink nhỉ. Ok này, phải bỏ cái cung vào đã. Cho dìu à. Đâu à. Trời, anh em thấy tôi thì phải bắt sóc, phải bắt chim. Thôi. Đỉnh cao, đỉnh sờ cao luôn anh em ạ. Đâu, cu đâu. Đi. Và ngụm nước đã. Trời may là cái uống nước này mẹ còn không bị ấy đấy. Không bị thế máu cho này là tự tăng à cũng hay như nào? Máu đây á? Ờ, ăn máu. Uống các thứ thì tăng thôi. Chứ nó không cứ là cái gì đâu à? Ừ. Trước là mình lấy được một cái rope này này, lấy được cái rope này, cái rope phải có cả cái lặn nữa, đồ lặn nữa thì có thể lấy được cái thẻ ấy. Cái xẻng. Lấy được cái xẻng thì giật lắm cu ạ, cu như giật lắm sao ấy. Giật lắm à? Hay do mạng anh đéo rõ nữa. À do mạng anh đấy, đéo phải do cu đâu. Đâu để em xem thử. Vâng, do mạng anh đấy. Do mạng anh cu ạ, đéo phải do cu đâu. Giật đéo đâu. Do mạng anh ấy. Mà anh giật lắm, đéo xem được. Ờ ừ. Thôi đọc chat cũng được. Anh để 144 mà vẫn lag vậy rồi. Đập chát là được rồi Sơn ạ. Không sao, okay. Không sao. Sơn lấy súng lục không Sơn? Đi. Súng lục thì hơi xa đấy. Lấy nếu lấy súng lục ấy. Còn đây không còn súng lục đâu. Ừ. Mình nhiều đạn mà. Mày lấy sọt căn các thứ luôn. Súng thì dễ quá. Trình nó không thể hiện được trình. Ừ, được. Ừ, thế cũng được. Khá là xa đấy. Mà cái này là quan trọng nhất nên là mình... Ui! Ủa cái gì đấy, cái gì đấy? Ui! Khi. Chạy đi. Chạy đi, okay. Bỏ qua, khỉ bỏ qua. À, có một cái ấy ở đây này. Ra vào đây mà lấy này, Sơn này. Ok, có cái gì lấy cái gì đấy? Ê à! Quái à? Quái. Mày láo này. Mày láo. Ui, quái nó đấm cho địp mẹ. Đau vãi lìn nữa. Quái gì đấy? Đâu rồi? Sơn ơi! Ơi, đấy đang sau đây rồi. Quái đâu rồi? Ui, nó nhảy cao đấy! Cứ thành giá nó đánh, nó chạy. Ây à! Có này. Bố mày đang ăn thuốc. Ây à! Chó này. Rồi hai thằng à, hai thằng ui. Em thấy rồi. Từ, em đang bơm máu. Ui chết mẹ luôn ạ. Vãi lìn. Lại phải hồi sinh à? Lại phải hồi sinh rồi. Hồi sinh hay ấy luôn. Hồi sinh đi. Hồi sinh mất đồ không nhở? Không mất đâu. Thế mất gì? Không mất gì đâu. Dùng thuốc trong hang phải không nhỉ? Phải thuốc trong hang phải không nhỉ? Ui, sao mình ở dưới nước này? Thế à? Ừ nhỉ, dưới nước này. Vãi lìn. Ui, nó treo mình dưới nước này mình không chết à? Đi mẹ. Thế nó treo này mà không bị ngạt thở chết à? Ơ, cái đồ mình đâu ấy? À đây, đồ trên này à? Đâu ấn biết sao biết đồ đâu? Có cái ấy đây này, chấm than á, có chấm than á. Ờ, có chấm than ấy, đây này. Game này thể tối ưu kém vậy. Công nhận. Không phải đâu, hình như nó upgrade rồi đấy, nhưng mà mình đang chơi bản... à? Đúng rồi đấy. Giật phải nhìn chơi mẹ. Mà game có phải là đến cái mức là đẹp đến mức là máy mình không chịu đâu. Ui giời ơi, lại mưa nó lag lắm. Ờ, mưa lag vãi nhìn. Mưa, gió, các thứ lag vãi nhìn luôn. Từ, phải ăn này đã. Thôi anh phải ăn bơm máu đã mẹ. Ừ. Bạn đồ. Thôi để bơm máu để trong vào trong hang ăn. Đây. Ra đây rồi. Mẹ nó khổ quá. Nó không spawn mình ra chỗ. Ui mưa cái lắc luôn á. Lắc thật, mưa cảm giác lắc vậy.
Ôi anh em chịu khó qua đoạn mưa này phát mẹ nó mưa lác quá. Mưa sang kia để ở đi đâu ấy? Đây đi ra cùng em, đi ra cùng em. Mưa cái bị lác luôn á. Mẹ cái game tối ưu như con kẹt. Thật. Phi nhóm chơi sợ tiếc máy ạ, sợ hỏng ạ. Cái gì hiểu? Cái gì cơ? Dù phi chơi game phi tiếc máy nhóm chơi ạ. Sợ hỏng ạ. Mẹ. Thế thì chịu. Anh nhìn đấy hiểu. Mua máy về chạy cạc chạy 100% sợ hỏng ạ. Mưa tự nhiên mưa lại lag ạ. Cay vã luôn. Mưa lag thật. Nhớ hiểu. Tắt cái mưa này đi kiểu gì đây? Trời ơi. Ở ngoài biển này được cái nhặt được nhiều small rock ấy. Ừ. Vào rừng đi đỡ đỡ lag. Vào rừng đỡ lag không, lag lắm. Lag. Game nhớ hiểu mẹ. Game có nặng, nhớ hiểu nặng đến đâu mà nặng thì đéo nặng đâu. Ờ tối ưu kém ấy. Thật ra do nhiều người bảo mà không phải mỗi mình bảo đâu. Nhiều người bị mà. Không nó vẫn early access thì cũng phải chịu rồi sợ đấy. Ờ. Mưa cái mẹ giật luôn ấy. Cái gì vãi luôn. Đây không phải do máy tôi cùi đâu anh em ơi. Cái này là do mẹ. Do game nó ấy. Do game như con kẹt đấy. Cái máy thì cứ đéo cùi lắm, đéo đến mức là phải không chơi nó mới giật này. Ừ. Sao con Returnal nó cũng bị như thế ạ. Trước anh chơi cái con gì nhỉ? Internet Cafe Simulator 2 cơ, để max setting còn mượt hơn cả để low setting ạ. Cay ạ. Tối ưu như con kẹt mà. Ờ mà game đồ họa xấu vãi cứt mà để low setting 40 FPS ạ, cay thật. Quên nhầm không chịu vậy. Nó. Đừng mưa nữa. Có người comment kìa, Zia, Nguyễn Việt Hoàng kìa. Ừ. Hello. Mẹ lag quá, mưa này tự nhiên lại lag ạ. Thật ra thì máy tôi thì đéo lag đâu, nhưng mà mẹ anh em trên ấy đang xem thì lag. Anh em đang xem thì sẽ bị lag. Cô nhìn mặt đất không thấy mưa nó không lag. Đấy đang nhìn mặt đất để không thấy mưa cho đỡ lag đấy. Đấy khổ vãi lìn. Game bực vãi lìn. Mấy con khỉ đang ấy này, mấy con khỉ đang tắm ạ. Khỉ á? Ừ. Ừ, khỉ tắm mưa luôn ạ, đéo hiểu. Thôi, chịu khó anh em mẹ tua đoạn này thôi. Ờ. Lag con game, rác thật. Thế tạo con game thì mẹ lag vậy. Con khỉ này, đi qua mặt tao thế à? Không chào tao à? Không chào tao à? Thế là khỉ hay là cái gì hay vẫn đột biến nhỉ? Vẫn là đột biến thôi đúng không? Khỉ đột biến. Thịt mẹ. Rồi. Chém vắt chết chim ạ. À cấp. Chim một chém chả chết. Đấy, đi mẹ vào ba lô thì đéo bị lag. Mẹ ra ngoài trời thì lại bị lag. Đờ bờ đờ đờ vậy. À máy. Ui có người ở đây nha, nên là chạy đi Sơn ơi. Đâu, ok. Có bọn thổ dân ở đây đấy, có bọn thổ dân đấy. Ok. À, chạy nhanh nào nhá. Cay thật. Mẹ mình chơi thì đéo bị lag mà phải anh quay video lên lại lag ạ. Kiểu thế. Ngày xưa anh chơi với lại anh không biết để bitrate ấy, để thấp quá ấy. Thế là cái live xem lên nó mờ vậy. À bitrate là nó tỷ lệ mờ hay không? Ngày xưa mình không biết bitrate là cái gì. Hay để bitrate thấp em để lâu. Hay em để lâu nên nó mới bị ấy thì cần mẹ biết đâu lại giống ấy. Ờ cái thế không nhỉ, có leo không nhỉ? Ui tăng. Ui nhiều quái đây lắm. Quái chạy đi đéo đánh nhau với chúng nó đâu. Nhiều quái đây lắm. Ôi tôi không sát sinh anh em ạ, chứ đéo phải tôi sợ chúng nó. Hồi sinh lại thì mẹ tốn thời gian lắm. Thôi đúng đi sát sinh thôi. Tôi sát sinh chết thì chả sao đâu mà. Chết để hồi sinh, sợ đéo gì nhỉ? Mẹ chúng nó kêu kìa. Ếch kìa. Mãi không gặp cái em V Rin kia nhở. À đúng rồi, gặp con đấy thì phải cất đấy đi. Vũ khí đi đúng không? Ừ, cất vũ khí đi. Ấn gì để cất nhở, G phải không nhở? G. Rồi, sắp đến nơi rồi đấy. Em ấy đi cùng mình được đấy.
Nếu nếu nó đi cùng mình thì cốt truyện nó sẽ khác đấy. Thế à? Đến đến late game bảo là có gì khác ấy. Ảo nhé. Em đấy nếu từ tên em đấy thì ra tiếng Việt là như là cái con trinh hay không? Thế như anh thế. Cái virin đấy như là con trinh là trinh tiết phải không nhỉ? Hay là cái gì ấy? Anh chả nhớ cái gì? Là cái gì. Rồi vào trong hang là bớt là hết lag ngay. Đi. Game cay thật. Chết rồi, em sắp buồn ngủ rồi Sơn ơi. Cái thanh ngủ của em chỉ được một nửa cọc thôi. Ui, ui sáng thế, ví dụ dưới này. Anh tăng thế mẹ đồ đấy, họa lên xem có mượt hơn không nào. Sao? Cho đi đồ họa. Tăng mẹ đồ họa lên xem mượt hơn không. Lag mà trước hình như anh cho ấy lag thế. Tăng đồ họa mượt hơn ạ. Đi mẹ cay thật. Căng đồ họa lên mượt hơn á. Chả biết, anh cảm thấy mượt hơn đấy. Tiếng kêu đấy là tiếng con khỉ hay người rừng đấy bro? Tiếng ấy tôi nghĩ là... Là tôi không biết. Là tiếng con khỉ chứ còn gì nữa. Đây, vào đây đi, sao đây. Em đến nơi rồi nhá. Đợi tí, anh đến bình tĩnh. Mày vào trước anh clear đi, anh vào nhặt đồ nó được rồi, cũng được. Có con kẹt. Mày chơi trước còn gì nữa. Luyện tập bao nhiêu cả sáng anh em ạ. Thằng này chơi mẹ chơi game luyện tập cả sáng cả tối. Giờ đợi tôi vào gánh. Cay thật. Cái luyện tập cả tối cả sáng rồi đợi thằng anh vào gánh. Gà nữa. Nhưng mà quái nó đông nó vẫn đấm chết. Anh hiểu xếp không? Xếp chưa? Bên ngoài xếp chưa? Xây cái nhà xếp ngoài này đã. Xây nhà xếp á? Ừ, đi hồi sinh mẹ tích ngoài kia bị chết à? Rồi xếp đi. Xây đi, xây đi, xây đi. Đéo xếp được hồi, chỗ này đéo có xây. Đéo cho xây à? Điên, xây chỗ ngoài này đi. Đây ra ngoài này xây được rồi. Ừ, xây đi. Bố khỉ. Ui dồi, nó lag. Rồi rồi, thế được rồi. Rồi, xếp phát. Ui, ngủ cần ngủ phát không? Anh ngủ phát. Ngủ cũng được. Ngủ đi, đằng nào được. Ngủ đi. Đằng nào vào đêm mà sợ đéo gì. Ừ. Đêm vào. Vào khá là sâu ấy. Ngủ đây. Đây đây, ngủ đây. Đi thôi, vào trong thôi. Giờ những cái việc ngủ tối phải giúp thằng cu anh em ạ. Cái gì chọn sẵn mưa đó. Mưa từ đấy đến giờ ạ, bây giờ vẫn mưa ạ. Uống nước phải đã. Ờ ừ, uống nước. Thật đấy anh em. Ô, thấy uống nước biển được á Sơn. Uống nước không nhỉ? Ừ, anh đéo biết uống nước không. Thử vẫn nào. Mẹ có ổn không đây? Thử đi, đéo game này đéo thật thế đâu. Đéo uống được thật thật vào cô ạ. Đéo uống thật cô ạ. Nước biển đéo uống được. Kim thật phết nhỉ. Đéo uống được. Mình thiếu gì nước. Vào trong này lút có thể đéo gì đâu. Lo. Cũng đúng nhỉ. Kim cay thật. Chuyển sang vũ. Ok chưa? Đi đi, cu này. Đi. Há miệng ở đây là nó nước chảy vào mồm này. Đây và đây có đồ này. Nhặt đi. Đâu? Có pháo sáng rồi. Đập lấy bản bạch màng bản mạch Sơn ơi. Ok. Cái gì đây? Ơ gì đấy? Làm gì em hiểu luôn. Đạn à? Đạn. Ấy là được ấy bình oxy này. Thấy rồi, nhặt rồi. Đập ui. Lấy bản mạch chưa? Rồi, hai cái rồi. Nhưng mà em có thấy đéo đâu. Nhặt là cái gì đấy? The Sunset Time. Rồi. Đi, vào trong đi. Đạn nhiều đạn lắm ấy, nhặt hết đạn. Trong có quái đấy. Ở đi, bù máu đó, mình nhớ nhé, bù máu đi. Từ từ. Em uống anh uống cốc nước vào đã. Thanh protein à, uống cốc nước cho nó đầy bụng nữa. Em uống cốc nước cho là ring phát cho chắc. Rồi. Ring rồi đấy. Sao rồi. Được. Tăng đầy luôn. Mẹ ơi. Chuẩn bị dìu thôi anh em ơi. Chuẩn bị dìu đấm nhau với mấy con này thôi.
Con gì, có tiếng con gì ấy? Rơi à? Rơi 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 rơi. Tưởng mẹ, tưởng trẻ con. Ui. Từ 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 từ, lấy pháo sáng vắt. Tối thế nhỉ? Cái pháo sáng ấy thì người nhìn xung quanh thì sáng, chứ người cầm đéo sáng lắm. Ừ. Đéo sợ đâu, đéo cầm pháo sáng đâu, đi vào đi, có tiếng mà, quái vào tiếng ngay. Hình như quái trong này ít kêu lắm, kêu như ở bên ngoài đâu. Uống được không? Chạy uống được nước không? Chạy uống được. Uống thêm đéo được rửa. À, nhưng đầy mẹ nước mà uống đéo nữa. À ừ, uống nước đấy, mẹ. Trên này không có gì nữa. Đây, có quái trong này rồi đấy. Quái thường thôi. Khá là nhiều nha Sơn nha. Đỡ đi, đỡ đi, đỡ đi. Rồi. Ui con kia kìa, con kìa, con kia kìa. Đợi, đánh mấy con này trước á. Đánh đi, đằng sau không có con kìa, thật đấy, cẩn thận đấy. Rồi, 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 thấy rồi, thấy rồi. Ui, cua ơi, cua ơi. Cua ơi, cua ơi, cua ơi. Đây, đỡ, đỡ đi, đỡ đi, đỡ đi. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Rồi, lùi á. Nó đang đứng im đây, không giết mấy con trước đi. Đây, đây, giết mấy con trước, giết mấy con con. Ơ kìa 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 kìa, cẩn thận nhá. Anh lùi lùi đi. Lùi lại. Đây đó đây. Trèo lên trên này. Ơ đéo trèo được này. Ngay ngay ngay. Đây đây. À mày chó này. Từ từ để em lấy Molotov. Nó cung nhỉ. Ui. Kéo kéo đây, kéo đây cho dễ. Molotov ném không cháy đâu, chỗ này nước nước không cháy đâu. Đừng đừng ném. Ném ném không cháy đâu cô ạ. Ném lên người nó cháy được. Yên tâm. Chúng người nó cơ, anh đã tin mày cô ạ. Thế à? Vẫn cháy à? Ơi. Đéo cháy. Đéo cháy non. À? Còn mẹ. Dùng cung đi. Hiểu luyện tập 2 tiếng để làm gì? Phải lấy cung anh em ạ. Lấy cung thôi. Dùng cung rồi, dùng cung rồi. Cung phát nữa. Đâu rồi, cung đâu rồi, cung của tôi đâu rồi? Cung tôi đâu nhỉ? Cung bắn chết con này cũng được. Láo này, một phát headshot vào đầu. À nó chạy kìa. Chạy kìa, chạy kìa. Nó ra đây không, nó ra đây không. Ui nó điên rồi. Hai phát vào đầu. Ui ôi. Mày này, ba mày phát này vào đầu. Chết chưa. Nó chết lại trâu lên. Ơi, xin rồi. Chết mẹ đi, mẹ tên nữa sao ấy. Ơ, xin. Ui ôi, thịt nhiều quá. Ui ui. Này. Ui ôi. Ây da. Ui ôi. Ui, ui ôi. Thấy gì không? Không nhìn thấy gì Sơn ơi. Thấy sao Sơn gì? Ui ôi. Chết hết máu sạch rồi. Khổ quá. Hồi đéo được cầm này cung đéo. Cung đéo nhìn thấy gì? Cung đéo nhìn thấy gì? Ui. Ui nó nhảy lên kìa. Ui. Thế là. Ui nó nhảy lên. Ôi ôi. Ghê quá. Ôi gì anh ơi. Ôi thôi hồi sinh rồi. Hồi sinh à? Hồi sinh thôi thôi, sếp phải hồi sinh. Sếp đi cho đỡ phải đi, không phải đi bộ lâu lắm. Rồi từ 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 từ. Dì e rồi em. Lót sếp đi, lót sếp đi, lót sếp nhá. Hả? Lót sếp hay là ấy, hay là hồi sinh. Em dí e rồi. Dí e bê cú thích hoặc lót xếp này hồi sinh. Đây đây đây, ở đây vẫn có này. Ờ à, dí e đi Sơn. Ôi anh vẫn đây này, vẫn ở gần nó này. Em thấy mà, ui. Đi mẹ vừa hồi sinh chết luôn á. Anh cầm roi chém nó. Anh à, chơi mẹ đi, chơi mẹ đi, chơi mẹ đi. Anh cầm roi anh chết được nó đấy cô ạ. Rồi, anh chết nó rồi. Cấp không? Dễ, cứu em, cứu em, cứu. Ôi, em, cứu em. Cu chắc cả đời cũng chả làm được cái điều đấy. Thật cu luôn. Anh em nhìn đâu. Thật thằng cu cả đời không làm được như thế anh em ạ. Chơi trước 2 tiếng để tôi thôi. Việc gì cũng đến tay tôi được. Cầm con dao chém nhanh hơn. Đéo chơi vũ khí kia nữa. Đi mẹ. Lấy xác đi, lấy thịt, lấy dao đi. Từ từ. Anh em thấy không? Cầm dao tôi chém nó con đấy luôn ấy. Đâu rồi? Game này thôi tôi tháo mẹ hết đồ. Tôi cầm con dao tôi đủ chiến thắng game này. Tôi thật luôn ấy. Dao rải rách đấy á. Ờ, con dao mới vào chỉ có con dao còn gì nữa lúc mà mình hồi sinh ấy, hiểu con dao rồi đúng không? Sơn lấy mẹ ấy rồi. Lấy mẹ giáp.
từ từ anh có một kiểu một giáp đấy mà mỗi người à, cái đấy được hai con phát mà sao một phát đâu anh lấy một phát rồi mà anh có lấy hết đâu. Ăn ít nước đồ đi cho nó có đủ ăn không đói quá. Đi ra đoạn nào nhỉ sân nhỉ? Ô anh ăn không tăng gì à? À ăn ít quá, tăng ít lắm. Đây đâu đây? Mre pack là cái gì đấy? Thử ăn thử nào. À đây 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 đây. Ăn cháo à? Mre là cái gì nhỉ anh em nhỉ? Chưa hiểu lắm. À ăn mre đi, mre được nhiều phết. Ở lu ăn mấy cái quả quả ấy được này. Khu này à? À kêu rồi, chúng nó kêu rồi. Đâu, anh cầm con dao anh chém nhau nhanh quá. Cần phải ấy luôn. Ra đây, từng con ra đây. Cầm dao đánh từng nhanh. Từng con ra đây. Từ từ, để em lấy cái dìu xịn đã. Để em đỡ cho. Đâu, chém dao nhanh, né vừa đếm vừa chém dễ hơn. Nhiều đông đông này hơi khó nhỉ. Tới đông ấy Sơn ạ. Một con. Rồi ra đây. Ôi. Cẩn thận chết đấy. Ơi con đứng sau kìa. Con đứng sau quật kìa. Đây nú nú rồi nú rồi nú rồi. Nú rồi. Mẹ. Rồi để em vậy từ chiều cuối cùng cơ. Mẹ nó. Ra đây. Thế cho nó nhanh. Đấy cái gì đấy? Thế cho nó nhanh. U ném lại đéo lấy được xác nó rồi. Đéo lấy được xác nó rồi. Ở đây được lấy đi lấy xác đi cu. Đợi em ấy. Đâu chúng nó đâu hết rồi. Cung này. Lấy cung này. Em đéo lấy xác được đây, còn một xác, còn một xác lấy đi lấy. Trên trên này còn xác nào không? Cung này, trên này nhiều cung thế này. Lấy đi. Game cay thật, hồi sinh trước mặt con quái ạ. À. Vừa hồi sinh nó đánh tiếp ạ. À. Mẹ. Cú ném chết mấy con đấy. Con cú vừa ném bom chết mấy con đấy. Mặc thêm cái giáp vào đã, mặc giáp đã. Chết đấy. Chết hết. Căng thế nhỉ. Rồi hai giáp rồi. Mày. Ra nhiều quá. Chờ, con này không lấy xác, cú con này lấy xác được à? Lấy rồi. Lấy hai phát chưa hay một phát? Đấy anh thử xin tìm xem còn không? Hết rồi. Thế, cũng nghĩa là hết rồi đấy. Hết rồi đúng không? Ừ. Ui. U à? U. Mày. Mày. Hú ạ. Hú mày. Hú. Hú này thì hú này. Hú này thì hú. Quay khỏe thế. Chết rồi. Lấy xác chưa? Lấy hết rồi đấy. Creepy Amo ạ. Và giáp kinh dị. Rồi, ba giáp rồi mẹ mày. Có mấy con quái con này lợi phết, quái to không lợi nhưng quái con nhiều giáp lợi, dễ lấy giáp. Mắc mẹ ra xương rồi. Kiếm con gì ấy? Đấy, đi bên phải trước, bên trái sau Sơn ạ. Ok, con trước mặt có con gì kìa? Đánh không? Có. Đừng đánh mèo nhau. Ui, con này lạ hơn mấy con khác kìa. Chết rồi, con này chết luôn rồi. Chết luôn à? Ừ. Anh không lấy xác nhở? Lấy đi. Nghỉ phết nhở? Cú cũng là luyện tập mấy tiếng cả buổi sáng buổi tối khác. Mẹ khắc bọt lắm Sơn ạ. Nhưng mà em gặp quái em toàn chạy thôi. Ơi thế để anh cầm con dao anh chém chết con quái to đây, con cu chết. Lấy trên này. Sơn này. Ờ. Đấy. Anh em tôi mẹ nhìn tôi game này kỹ năng cao tôi cao mẹ. Cầm con dao chém được con quái to. Ghê vãi lìn. Tía lấy sẻng mới gọi là quan trọng nha Sơn nhá, địt mẹ nó quái tởm lắm. Sẻng ghê mà. Ừ. Nó khó á, quái khó hay như nào? Quái khó. Đi lên chưa? Ờ đang đi rồi. Đi cùng nhau nhá, không tía bị lạc ấy, ở trong hang đéo làm được cái gì đâu. Đéo có map để ấy đâu. Đây này, có quái này. Ờ. Ê, chém đầu phát chết luôn à? Rồi đấy. Đông ấy. Một con rồi, xong rồi. Chưa chết à hay sao ấy? Con to kìa, còn một con to kìa.
Năm to à? Nó đánh hai lần đấy. Đánh con nhỏ đi, con nhỏ đã, con nhỏ đã. Mày. Ui ơi, đánh mắc rồi, mắc rồi. Ê, mắc 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 mắc. Cú anh câu ơi, cú đánh con này đi, anh câu nó rồi. Đây 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 đây. Câu đi, câu đi, câu đi. Rồi. Chết rồi, chết chưa, chết chưa. Chết rồi, nhanh nhanh đi. Rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Má mày. Cười blur. Ơ, không lấy xác rồi à? Con mẹ nó. Đéo lấy xác này. Đéo lấy được xác này, ảo đấy nhỉ. À lấy được rồi, lấy rồi. Lấy con này, lấy con này. Không lấy được sao? Phải đẩy đẩy ra, phải đẩy ra. Em cu chém vật anh đấy. Phế vật cu ấy. Đi cơn mẹ. Con này Sơn lấy hai xác kìa, hai lần xác kìa. Được. Con không lấy được này. Có đây lấy được rồi này. Sơn lấy à? Em đéo lấy được nữa rồi. À đây đây em lấy được. Ơ kìa. Sơn đẩy mẹ nó ra. Đây còn con nữa này. Con nào lấy được hai lần à? Mỗi người lấy được phát à? Hình như thế. Thế còn con này anh chưa lấy được, không biết lấy được không kìa. Giữa là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Tiếp cu kìa, cái nhìn cu nó man rợ. Chết rồi vẫn bị mẹ chặt ạ. Để lấy xác nhưng mà đéo lấy được. Ý dê. Chẳng biết ai mới làm mẹ quái vật ở đây. Chứ hiểu. Kìa nhìn nè, cũng chặt đi, hết đi. Tay chân nó ra đây. Đi thôi. Đi lấy thôi. Ôi có đồ này cu này. Lựu đạn này. Đâu? Mẹ mét 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 nữa, đây ra đây. Đâu, đang thiếu mét, đang thiếu mét. Bừng mét đã, đang hết máu, đang hết sạch máu rồi. Ui bom bom bom, nice Johnson baby. Lựu đạn rồi đấy, ngon phết đấy. Có nó còn đủ không? Đây sang bên này trước, sang bên này trước. Đây à, ok. Lên trên này chưa? Ờ, đang đi bình tĩnh. Ui tiếng gì ấy? Không có gì đâu. À, đè đài đài à, đài radio à? Lấy máy tính nhau lấy à cu? Ui, nhiều quái con, nhiều quái con. Máy tính này yếu lý này. Lùi lại ra, có quái con, quái con, quái con. Lấy máy tính phát đáng anh em ạ. Cù đéo tin cù đâu. Tránh ra để em lấy. Thế tình nào là. Lấy rồi ông ơi. Đi qua nó nhá, đi qua nó nhá, đừng đánh nó. Cứ đi qua nó là được. Chạy nhanh gì, chạy gì. Ừ, cứ chạy qua nó, nhảy 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 lên. Nhảy lên là được. Thì ra là thế. Bên ấy nhiều lắm nha, vẫn còn nhiều quái con lắm nha. Ok. Rồi đấy, ok rồi đấy. Đây nhặt đi. Ok. Súng gì đấy? Stun à? Súng điện. Có pin không hay bắn thoải mái? Em chưa dùng súng này bao giờ, chưa biết. Rồi, đi thôi. Trong này có đường không? Hết đường à? Không. Hết đường rồi, trong đấy là hết đường rồi. Chạy thôi. Cẩn thận quái nó đánh mất giáp ấy nhá. Ok, quái con này cắn đau lắm nhá. Đặng. Nó không mạnh, nó không, nó yếu nhưng mà nó cắn đau lắm. Xoài. Game. Không nhắm được cả, cái súng này không nhắm được nhỉ. Cái này không có tâm, cay nhỉ. Ừ. Ngoài đời, nếu có tâm, bắn súng ngoài đời nếu có tâm. Mẹ, thế mới cay. Đi chưa? Đi sau em chưa? Đang đi đằng sau rồi, đi. Hết thể lực, đi chậm lại tí. Nhưng tôi đôi môi em phai màu nắng. Rồi đi sang bên này Sơn ơi. Để anh được ngã đứng lên một chiếc sofa. Ở đây có con quái sao đầu anh nghe thấy á. Lúc đầu anh gọi anh nghe thấy mà. Có à? Ui giật mình, đi mẹ chó Sơn này. Cái gì đấy? Áo gì đấy? Bơi à? Áo phao. Hay cả vũ khí khác á, vũ khí này hơi. Nhìn Sơn cầm buồn cười vãi lồn. Mà cái áo này cũng được giảm được ít dam ấy chứ. Mặc mẹ vào đi, thằng này ngu thật. Nếu mặc vào, chắc nó giảm ít dam. Cẩn thận có quái nhá. Đây đi đâu đấy? Đây chỗ này đi đâu đây?
Ủa, không không phải chui trong này đâu. Có đường à? Không phải chui trong đấy đâu. Có đường này. Biết rồi, nhưng mà từ từ đã, xem phải chui trong đấy không? Ừ, đúng rồi, chui trong đấy đấy. Đi đi, sợ đâu. Ui, đi đâu đây, chỗ này đi đâu đây? Đi thẳng thôi, cứ đi thẳng thôi. Ấy, con quen này đi rồi sao nhỉ? Đây nhá, đoạn này nhá, đây ra đây ra đây ra đây. Từ nhặt mấy cái Dây lặt này, dây vặt này. này. Hết mẹ, đầy quá, không nhặt được rồi. Chế để lấy dây xem chế được cái gì không? Chế dây đi. Ở bên này có nước ngọt các thứ nhá. Cái okay, repair tool bon armor, chế bon armor đi. Bốn xương với một cuộn này. Cẩn thận dưới, đừng nhảy xuống dưới nhá Sơn nhá. Từ từ. Nhảy xuống dưới có cá mập đấy, Ok nên là ok. cẩn thận đấy. Cá mập á? Ừ. Mẹ trong này toàn đầu đầu lâu xương sọ ạ, đéo hiểu. Căng vậy. Ok chưa? Mặc chế đã mất đồ đã, nhiều đồ quá. Rồi nhá, em lấy được cái bình thở Ở đâu oxy rồi đây? này. Ở đâu đây? Đây đây đây, sang đây sang đây, ra đây ra đây. Đó, vị trí, vị trí, vị Đi trí. hết đoạn đấy đi, đi hết đoạn đấy để lấy đồ đi. Đây này, ở chỗ này này. À, đi hết rồi Đấy. à? Ừ, không không, đi ra đây. Vòng đeo. Đấy. Ừ, trong đấy. Bên này có đủ à? Đấy. Cứ đi hết đoạn đấy đi. Xong à, sang bên này nhặt. Uống drink phát ra, uống energy drink phát ra. Đầy luôn. Đi Đầy quá, đầy nước rồi. Dây này, cái tròn này. Ngon, hai cuộn đấy. Với bốn khúc xương. Xong đi sang kia, bơi sang kia cu. Ừ. Bơi, bơi hay như nào cu? Không, không không, sang bên này đi, đừng đừng xuống nước chết đấy. Ok, đi sang bên này cái gì? Ui, dưới đây Ừ. có gì đỏ đỏ này cu này. Đỏ đỏ em ném ra mà, cái Thế gì à? đâu. Sang đây. Sang đây chưa? Sang đây đi. Ok, bình tĩnh. Có thịt này, thịt người ăn được không nhỉ? Con cá mập này, chơi cá mập cu, chơi được không? Không 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 không. Chơi Con được cá à? mập mình không đánh nhau được đâu. Nó giết mình thôi. Đây, sang đây, đây nhặt đi. Nhiều vậy. Nhặt chưa? Có nhặt hết rồi. Máy tính Nhặt này được cũng đéo đập cái ra. bình lặn chưa? Nhặt được bình lặn chưa? Máy tính cũng đéo. Uống nước làm gì? Vẫn nhầm. Nhặt bình lặn chưa? Chưa chưa. Đây, nhặt đây. Đấy, nhặt đi. Cú máy tính không đập ra nhá. Đập xong rồi. Nhưng mà anh không nhìn thấy rồi. Xong chưa? Lấy được bình Rồi, lặn chưa? rồi. Rồi. Đi, nhảy sang đây cùng em này. Rồi. 1, 2, 3. Chu! Chạy nhanh! Chạy nhanh! Có một quán Đấy, này bơi cùng sao? em nhá. Bơi cùng em Ok nhá. ok. Ok. Bơi nhanh, không con cá mập nó đuổi, nó dã cho như con. Đây là bình lặn hay là cái gì ấy? Bình lặn đây. Mình đang lặn đây, dùng bình lặn đây à? Chuẩn Không, mình phải rồi anh đấy. tưởng phải anh phải ấn. Nó tự ấy mà, mình cứ xuống nước mình lặn là nó có mà. Oxygen. Còn phết. Rồi ra Tâm ngoài hồn ngủ một em phát. trôi lênh đênh như căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Đấy, ra ngoài rồi đấy. Nice Johnson baby rồi đấy. Thế à, ghê phết nhỉ. Sời. Rồi ra ngoài rồi. Thế chỗ này chỗ nào nhỉ? Chỗ này phải chỗ mình chết không? Đấy, chỗ cũ đấy. Chỗ này phải chỗ mình chết không? Đấy. À. Đây, đây, bơi ra đây, bơi ra đây, bơi ra đây. Bơi ra đây. Giáp chiếc đầy người ạ, ghê vãi đỉnh. Trò này bây giờ nó nâng cấp lên cái gì điều bật lửa này, bật lửa ấy nó hợp lý hơn ngày xưa. Bật lửa ngày xưa hợp lý hơn. Ngày xưa mà hợp lý. Hợp lý hơn, sáng hơn. Nhưng mà ngày lửa ngày xưa phép cái là nó chạy như thế mà không tắt lửa. Đánh nhau các thứ. Đây thằng bạn Kevin của mình này. Mẹ Kevin đéo hiểu mình bơi đâu, nó đứng đấy đợi ạ. Giỏi thật. Đéo có thích sự gì cả. Có bài vào Tao nói mày đợi. luôn nha, mày Ôi, đừng có láo, mày cứ thích chế thích bom tao đã, chặt chế chặt bom đầu đã. em, mày có tin tao chặt đầu em hả? Mày đừng có gãi đầu Ui thiếu. nhá. Mẹ Kevin Thiếu này. đồng đồng xu à? Đồng xu quan trọng quá. Ôi, Quái quê. Kevin dẫn dẫn tiếp quái.
Kevin nhá, mày tự đi mà đánh đi. Thằng đi, Kevin này. Đi ra đi. Ui, chưa trèo cây kìa. Căng phết. Từ từ, mở lên đã. À, anh tôi nhận ra cho đồ họa cao lên nó mượt hơn anh em ạ. Đi, cay thật. Đồ họa cao lên á? Ừ. Em thử cho nào. Anh cho đồ họa cao hơn, nó mượt hơn. Lên 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 đặn đến lên đến đâu? Anh để đến medium, nó đang mượt hơn là lâu. Được, em để medium. Tuy nó không không FPS nó không không cao bằng nhưng mà nó không bị drop. Ơ, đây là ra ngoài mà cụ đúng không? Ngay chỗ vừa xong mà. Ừ. Nó không 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 mượt bằng nhưng mà nó không đồ FPS nó không mượt lắm nhưng mà nó lại không bị drop, nó không bị nhảy ấy. Nhảy nó cứ giật 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 ấy, khó chịu ấy. Rồi. Bây giờ là mình đi đến đoạn này nhá Sơn nhá. Được. Đi ra đây để lấy sẻ. Uống đi cái này ăn đi tăng tăng thể lực dưới. Ơ nhưng mà em đấy rồi. Đấy gì? Buồn ngủ rồi. Sao buồn ngủ nhanh ấy? Thanh buồn ngủ của anh lại đang mắc mắc hồng luôn. Mắc hồng là buồn ngủ hay không buồn ngủ? Mắc hồng á? Ừ. Là anh vừa uống nước thì anh chả hồng. Đi, mẹ nói như con kẹt. Uống nước mà đi, mẹ kẹt xỉ ấy. Không. Ô, anh gặp đến cu nó kẹt xỉ không? Em hiểu. Chắc người đó về chắc có khoảng 6 chai rồi vẫn kẹt xỉ anh em ạ. Đi, mẹ 5 chai thôi. Đây bây giờ uống vào. Em hình cu kẹt xỉ không? Tôi không bảo nó chắc là nó chết đây, tôi đã cứu chứ thế. Ra trong này khu... trò này không chế được cái băng đết nhỉ? Đây ra khu này để lấy nốt. Ôi, cái tháo sẽ... được cái máy lặn này cu cứ đeo trong người này chưa? Có tháo được mà Sơn. Tháo như nào? Ấn vào đấy nhá, xong là ấn mở lên đi. Ok, mở lên rồi. Rồi, sang bên tay phải. Ok. Sang cuối cùng bên tay phải. Rồi. Ăn em kíp đúng không? Ừ. Rồi. Đấy. À ok. Cúi người anh có nhìn có nhiều giáp không? Có, em nhìn nhiều không? Có cu 3 cái. Người cu được rồi, anh thấy có 3 cái. Ừ, đi qua nhà nó luôn đi. Lấy sao mới chặt đi, chặt này ra đồ đấy. Không ra đồ à? Chặt này không ra đồ à? Có kẹt gì đâu. Chặt mấy cái này nó hay ra đồ lắm ấy. Lúc ra dây cho mình thì được thì ngon. Ngày xưa có rồi. Ui, nó ra cái đồ gì đây. Ghê vậy đấy. Thôi lút nhanh không chụp tía chúng nó lại dã cho. Thế à? Có đồ gì không? Có đồ gì không? Có, đây này, mở cái hòm này ra này. Ui mẹ này tao thịt người anh em ạ, mẹ rách thật. Anh chế thêm sắp xương nữa. Dây này. Thừa dây con chế thêm sắp xương đi. Đi mẹ chế trước nhà nó à. Sao sợ gì mấy con này? Chỗ này được cái chế độ nhìn hay vậy, hay hơn mấy chỗ khác ở đấy. Ừ, được cái chế độ cũng phê. Ôi, có cái ghế này. Sơn này. Đâu? Sơn này. Đây, nhìn này. Đi con mẹ. Đâu? Vua hay gì ấy? Ghế đỉnh mãi luôn. Đâu? Nhưng mà ra cái gì rồi? Mẹ, còn ghế tỏ mẹ đi. Ui, ui. Ghế tỏ mẹ đi. Kìa, chừng nó về rồi đấy. Đâu? Đây Sơn anh chia đồ, anh nhặt đồ, anh nhặt đồ đồ anh dưới chia nhau hết đồ. Dùng cái thành giá đi, đốt đồ đó, đốt đồ phải đó. Đến lúc dùng cái thành giá rồi đấy Sơn ạ. Đốt đồ đó, nhặt đốt đồ phải đó. Lút chưa? Đấy, cầm cái cây thành giá ra không là đấy chừng nó nhá. Đâu? Thôi nó đâu rồi? Thì cầm sẵn cái thành giá đi, cầm sẵn cái thành giá đánh nhá, xem cho nó dọa nó xem sợ không. Nó sợ không? Thì nó sẽ không tấn công mình nữa. Ôi con khỉ thôi, không có gì đâu, không phải thổ dân đâu. Quả chỉ thính giá đấy, chứ phải buồn cười đấy. Đi rồi. Ôi buồn giờ. Ây da, con khỉ vẫn tấn công à? Con khỉ vẫn tấn công, Sơn ạ. Cái thành giá không hợp với con thịt khỉ rồi. Ui, khỉ đâu được cụ ạ, đâu được cụ ạ. Cụ lừa mình rồi, cụ lừa ấy. Người tôi anh em ạ. Em bảo con khỉ, em bảo người thổ dân chứ có phải con khỉ đéo đâu. Đấy hiểu. Khỉ khác à? Anh tưởng khỉ với thổ dân là một cơ. Đéo, khỉ khác, thổ dân khác đi. Đó là như kiểu nó cùng một hệ quái ấy. Người ơi, hãy kê nghe một lý do đi. Ui, mẹ cái đéo gì đấy? Khỉ. Đuổi dai thế khỉ này. Mẹ. Bắt cái đồng hồ đi, mẹ. Cái đồ cái này đi, cầm. Bực phải rồi. Từ từ,
Có che à, dâu tây đây à? Cho này đa số đã quả đã ăn được hết. Ăn quả đi cho nhanh. Mẹ. Thật đỡ phải ăn thịt thiếc nhiều, phí lắm. Lười săn ấy, mình có săn đéo đâu. Lười. Không gặp cái đứa Trinh Tiết mà Sơn bảo nhỉ? Gái còn Trinh duy nhất ở trong này à? Nó anh đọc qua qua là như đứa đấy là con của cái nhà máy bay rồi máy bay sao ức cái gì đấy, hoa trắng à, hoa trắng đâu lấy đâu, chết không nhỉ, Hoa trắng này ăn được ấy, ăn được ăn tăng máu. Ừ. à, tăng thể lực cái này ăn đi. Đây, đây, để em giới thiệu cho Sơn luôn này. Đồ cái gì, cái gì ấy xem nó có tấn công không. Nó vẫn tấn công thôi ạ. Nó vẫn tấn công thôi. Không phải thủ dân này ôi. Em đang cú thế vào đâu anh em? Thế như là quái trong hang mới được. Ừ, thổ dân khác hay sao ấy? Con trong hang màu đen cơ mà. Con ngoài đời này nó màu màu thổ dân nó khác. Con hội trong hang là đột biến nó khác. Ừ. Hội ngoài hang là thổ dân thôi, còn hội trong hang là đột biến. Đi mẹ như nó. Em nhìn cu. Lô tôi nhớ em là đọc cơ trên chém chém Reddit không? là thế. Buồn cười mới nhìn. Đọc trên mạng nó bảo thế. Chứ chưa thực hành thì cần mẹ. Trời ơi. Em tôi thấy nó nhìn buồn cười ấy, cu dơ con kia chém chém ạ. Rồi cất mẹ cái này phế lắm. Cu này nghe cu này phí có thua rồi. Cầm dìu nó chém còn khỏe hơn. Vũ khí trong này có tính độ nặng không nhỉ? Không biết. Hình như là không. Anh thấy có vẻ không cũng chả nặng hơn đâu. Kéo này chém được heal luôn. Không chết đâu, heal nó chém lâu chết lắm. Công nhận, dẹp mẹ đi. Lá này chả để làm gì lắm nhỉ? Ăn này cũng sao cũng ăn hoa trắng này hả? Ăn ăn rồi, đầy rồi. Ăn đầy cả thanh, nó tăng cả thể lực ấy, cả thể lực. Biết rồi, thấy rồi, thấy rồi. Cả đủ ăn luôn, tăng nhiều vậy. Người ơi, hãy đen lòng lý do đi. Tư 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 tư. Cơ bắp kia là cái gì nhỉ? Chỉ số cơ bắp kia là chỉ số gì cũng? Đéo biết cái cơ bắp chỉ số là cái gì luôn. Cái hiểu luôn, có lúc thấp lắm nhá. Hiểu cơ bắp đây là cái chỉ số gì? Cú làm gì ấy? Cú thì cả hiêu cơ. Cầm thịt à? Close. Lấy thịt đi Sơn. Nè, 3 miếng rồi. Ăn rồi á? Không, như là ăn thì ăn sống. Ôi, thủ dẫn, thôi chạy. Đâu đâu ấy? Đây, đi ra đây với em. Đúng trong này là mình chặt cây với cả giết quái, giết thú nhiều là nó ra đấy. Game làm kiểu đúng kiểu bảo vệ môi trường ấy. Cần mẹ bảo vệ môi trường ạ. Thế, mục đích game, à, thông điệp cuộc sống gì nữa, không biết à? Non. Mẹ, hôm nay gió hơi bị to đấy, nếu Sơn không biết. Thế anh vừa ra ngoài đường lạnh vãi lìn, gió căng vãi đái. To vãi lìn ạ. Kiểu như là sắp bão ấy. Ghê vãi cứt. Nhớ cái đợt trước mình chơi The Forest có cái con gì mẹ bốn tay bốn chân to đùng luôn mà mùa buổi sáng à. Sơn nhớ không? Có. Mẹ tởm mẹ lên. Nó đập bay cơ, bay người cơ, đấm vặt bay người mình đi cơ. Mẹ. To mẹ lên. Sáng còn gặp ạ. À. Ô, Trâm Anh Tuyên à? Xe gì xe này chả là xe của Trâm Anh Tuyên. Chết mẹ rồi. À hình như là Trâm Anh Tuyên mai lại xuống rồi ấy. Không đâu. À mai lại về đâu đang bảo với Hằng. Về đá bóng. Tí nữa sang bảo. Cú không like nữa à? Hả? Cú không like nữa à? Không. Lag quá không like được nữa thế là em lại quay rồi. Quay vẫn lag thôi nhưng mà biết sao được. Chơi cùng Sơn cho vui. Lắc lắc bực vãi ơn. Cay mà. Tức vãi cứt. Đéo làm được gì luôn ạ. Để lâu setting các thứ rồi.
60 FPS thôi mẹ. Uống nước đi Sơn, khát nước không? Không, anh ăn hoa no lắm. Em nhớ ngày anh ở bản cũ là uống nước vào thì mẹ còn bị ấy mà. À, nó bị đau bụng cơ, nếu không đúng nước chuẩn là nó đau bụng. Thế mới hài. Đến nơi xong là ngủ nhá. Ok. Anh cứ đeo ngủ, anh tăng lực khỏe lắm. Nước tăng lực nó phí đi, mai này vào trong hang đéo chạy được, mẹ còn có cái để dùng. Bảo kiệt sĩ. Mai này đéo có cái để dùng ý chứ. Đầy cái thiếu gì. Các chỉ số anh đấy ực luôn. Đi lên thôi, đến nơi rồi đấy. Căn phòng chơi linh đinh như căn. Ngồi lại rơi xuống trên sofa. Em đến nơi rồi đấy, sao đã. Ok. Đấy. Thở nó thở ghê thật, nó chạy một tím thở như chó ấy. Bực khẽ lìn. Cái này là anh hiểu mình đi rồi sao nhỉ? Ờ bên này là mình lấy dây đúng không? Chưa, cầu trượt này mình đi rồi mà cũng. Cái này cầu trượt mình đi chưa? Đi rồi, đi rồi. Bên trong là có cái cầu trượt đúng không? Đi rồi mà, cái này em nọ vừa đi mà. Phải ông ta? Đi rồi. Đi rồi ông ơi, này có một cái mấy cái dây ở đây mà. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đây đây đây. Lại vào lại à? Ờ đây đây. Đây đúng rồi. Vào lại hay như nào, vào lại hay như nào? Vào trong đấy, ừ vào lại trong này. Không cần xếp à? À có, ra ngoài xếp đi, ra ngoài xếp đi. Ra ngoài xếp xong là ngủ phát. Tại vì okay. Thể lực em yếu rồi. Tôi đầy hết chỉ số bây giờ tôi ngủ dậy đói anh em ạ. Bực cái, mình ngủ rất phế nhá. Rồi. Trong này mình không đi được mà, mình vào đây không là mình bảo mình không đi được đấy. À thế à? Ừ, tại vì ấy đấy, tại vì không có cái dây đu đấy. Bây giờ mình có cái rope với cả cái ấy rồi mà. Ok. Chế ấy đã, chế đồ phát đã. Ừ, em phải chế đồ đã. Nhiều giáp, full giáp đã, full hết thành giáp đã. Rồi, full hết rồi đấy. Phun giáp à? Người phun giáp à? Phun giáp luôn à? Nhiều dây đấy. Sơn chế cái ấy đi. Chế cái gì? Chế cái để ngủ đi Sơn. Ok. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Chỗ này vẫn còn lên trước mình ngủ đây chứ, có không nhỉ? Có đâu. Không, không có đâu. Không còn đâu đúng không? Ừ, không còn đâu. Có đấy. Đéo ngủ được Sơn ạ, à, tại vì có đây, có con đấy. Có ngủ đây này, có ngủ đây này. Có con khỉ. Ê ngủ đây. Ngủ được à, khỉ à. Có khỉ nên là mình sẽ không ngủ được. Ừ đi. Chết rồi ấy, khóc chết rồi ấy. Khóc. Ê, nó khóc kìa. Ê ui, ui chặt chân nó khóc kìa. Ngủ đi. Chết đừng cu man dợ quá anh em ơi. Mẹ đéo biết ai là thổ dân luôn ạ. À. Mẹ. Ngủ à? Ok thế. Ừ. Xếp phát ạ. Rồi. Nấu gì ông Sơn? Gì cơ? Nấu gì? Cần gì nấu. Nấu? Nấu gì mà ăn? Ờ, thích thì nấu. Thế thì làm đống lửa cũng được. Làm đống lửa đây, nướng chân lên ăn. Em mẹ thiếu gì chân đâu. Ấn đống lửa như nào nhỉ? Làm nào để làm đống lửa nhỉ? Đây, cầm cái gậy lên. À, ừ đúng rồi. Đây, em làm cho. Này! Ây à! bảo kê phát. Rồi. Mày tăng thêm thịt cho chúng tao đúng không? Mày tăng thịt cho tao đúng không? Nó chỉ tăng lên thịt thôi mà. Sinh ra tăng lên. À đấy, Sơn có đấy, sừng hiêu nai cái thứ đấy. Mẹ. Mẹ. Không thiếu gì đồ luôn ạ. Cháy hết, đốt hết anh em ạ. Ôi chân người bị thối rồi, không được ăn đâu nhá Sơn nhá. Ok, vứt, lấy đi không vứt đi. Lấy cái nào thối thì lấy đi không vứt đi. Ơ kìa. Cái nào lấy vứt được cái thối vứt đi. Đâu vứt đi đã. Mày vứt đi, hai cái chân này thối bố rồi. Này thối rồi.
Rồi, đúng rồi. Mấy cái chân thối bố. Sơn có đồ gì anh ấy có mấy miếng thịt mà anh có hai miếng thịt ấy này. Ừ, hai miếng thịt em ấy. Đúng rồi. Vãi thổ dân ạ. Như anh em chặt cây phát thổ dân luôn ạ, phát rửa phát thổ dân nó lên luôn ạ. Rồi. Kìa, ăn được chưa? Cuối. Ăn được chưa? Sao này cuối. Đỡ thôi, đánh nhau với chúng nó làm đéo gì. Đồng áp Sơn ạ. Đồng áp. Tao không thích thôi nhá, tao không thích làm gì mày thôi đấy. Rồi ăn được cái này cũng này. Ok. Đứng sau kia Sơn ơi. Chém thôi, vào hang đi. Cái mẹ nó. Đi. Vào đi. Đây em vào. Uống nước đi. À ừ nhỉ. Thôi, vào à bên dưới có nước mà, bên dưới có nước. Ở trong này có nước, đéo cần uống đâu. À trong hang hình như đéo uống nước được. Có mà, nó nhớ anh uống nước trong này mà. Có đoạn uống nước đấy, trong này có đoạn uống à, nước đấy. Đây, bên dưới này có nước. Anh nhớ có đoạn uống nước được. Bên dưới này đéo có mà chỉ có bình oxy thôi Sơn ạ. Mẹ. Thôi, đi. Vào trong đấy vẫn phải đi lội sông, lội suối mà. Đâu? Đi đâu đây? Lên trên. Tưởng đi vào nội suối, tưởng vào đây. Đây. Leo lên trên này. Đâu? Sao phải lên đây? Leo lên trên này. Yeah. Ừ, đây. Đấy, ấn giữ E vào đây. Ấn E vào. À, ghê đấy. À, có đồ này. Không lấy vải chưa? Lấy rồi. Rồi đi xem có cái đồ gì để mình loot không. Đây này, ở đây khá là nhiều đồ này. Rồi. Nhưng mà em đầy rồi. Máu đầy này, hai máu này. Em đầy rồi. Đầy nhiều rồi. Máu ấy, nhiều máu lắm anh em ạ. Anh làm Molotov đi, anh thừa ấy nhờ. Máu đâu nhỉ? Đâu có chai đâu nhỉ, vừa thấy cái chai đây mà. Em nhặt mẹ rồi. Anh thấy như là ấy đi. Anh để làm Molotov anh. Để em làm Molotov đã. Chế có gì nhỉ? Molotov đi. Dây mấy cả ấy thôi, dây... Dây mấy cả chai thôi. Ừ, đúng rồi. Nhiều quái lắm đấy nhá, nên là phải dùng Molotov. Ok. Khá là nhiều Molotov. Hay chế hết bớt Molotov đi, nhiều đi. Nhiều quá, cái vải nhiều rồi. Bún vào một lô tốt thì nhiều đi, thoải mái đi. Bún quả chắc đủ đấy. Đi. Rồi đấy, đi thôi. Quái đánh mất. Đây có mình oxy dưới này này. Đây, mình oxy đây này. Quái đánh mất 4 góc xương anh ạ, hay thật. Dây này. Sang bên này. Dây này cũng này. Đâu. Phải để chế ấy đã, chế một cái sáp xương á. Thừa đấy để làm gì thôi, chỉ dắp xương cho nó bớt đi. Dây này. Ở bên đồi bên này chả có gì đâu. Có bên trái Sơn thì à ở bên trái hình như chẳng có gì. Có gì không? Lặn xuống dưới nhá, lặn xuống dưới sâu nhá. Từ để em chế ấy đã. Bên này nó có gì đâu. Chỉ có tay rồi. Rồi. Đi thẳng xuống dưới nhá. Lặn okay. Xuống dưới cùng ấy. Đâu, Sơn đâu rồi? Ở đây nhà sau khu rồi, cứ đi. Đằng sau em à, đúng không? À. Đi cùng em nhá. Nhiều quái lắm đấy nhá, để mẹ nói trước ấy. Nhiều mà. Ừ. Nhiều vãi lìn. Rồi, à, nào. Quên chưa uống nước này phát. Ừ đúng rồi. Đây lên trên này uống, lên trên này uống. Đây. Ui, có quái luôn này. Vừa lấy vũ khí sẵn đi đã. Ui, nó tấn công luôn đấy. Ôi, vừa ra nó ném bố mày ơi. Ở đây anh ném quả Molotov đã. Chó này. Nhưng mà đéo đéo mở ấy được. Nếu mà đi cơ. Ok, em lấy được rồi. Ơ địt mẹ. Anh cứ lên đấy đi, anh đứng lên anh câu cho nó đâu.
Đợi xíu, để em trèo lên ôi, trên này đã. Cái chỗ này. Để em trèo lên trên này đã. Từ từ. Lên đấy của nó lên đấy, cẩn thận đấy, nó lên nhá. Ok. Ôi, chết đuối đây, chết đuối rồi. Chết đuối. Hai con chết đuối rồi. Mày chết đuối đi con. Anh con. Đấy vào đấy, xuống dưới này, mấy con đi. Đeo lấy xác nó nhỉ. Không lấy được, kêu thôi phải chém nó lấy xác. À đẩy lên được Sơn ơi, đẩy lên được. Đẩy được à? Ừ. Thì đã thử lượng giết thôi, hai con này đã. Ờ. Nhảy đây. À đéo được. Nếu nhảy. Đây để em đẩy. Ôi, chết rồi, chết thêm con nữa rồi. Ngon. Chết nữa rồi, xong rồi. đẩy lên đi. Ngon quá, giỡn chết đáng. đẩy lên Sơn ơi. Thôi lấy được, sao đấy, lấy được, anh vừa thấy hiện ra cái xong. Ờ em thấy nhận ra cái dao rồi. Nhưng mà cứ đẩy lên đã. Mấy khác rồi, cô lấy đi, mấy đẩy mấy con cái nào không? Đây, con cuối cùng đây. Rồi đấy. Lấy xác rồi Sơn ơi. Lấy xác đi. Ok. Thế quá. Trí tuệ, chơi game bằng trí tuệ. Ảo ma vãi lìn. Lấy được nữa không? Rồi, lấy hai cái rồi. Cô lấy mấy cái rồi. Đây, để em đẩy lên. Đéo đẩy được. Đây, đẩy lên rồi. Cô lấy rồi, anh lấy hai cái là hết rồi đúng không? Đây, con này nữa là đấy rồi. Anh lấy rồi mà. Lấy chưa? Anh lấy hai cái tổng 4 con phải không? Cô lấy hai cái con này phải không? Ờ, đúng rồi. Thế mặc áo, mặc con giáp. Ơ, có một con nữa này, giết mẹ nó đi. Đâu đánh đi, chết rồi nhanh. Nó đứng đơ thì chém nó nhanh. Chết đi con chó. Mặc giáp phát áo. Rồi đấy. Uống nước phát. Ừ, đúng rồi. Nhớ cho uống của bọn nữa, nhớ cho uống thế nào ấy. Thôi uống trong này, uống mẹ ấy đi. Uống mẹ tăng lực được đéo rồi. Ừ. À, thôi đéo từ từ em mặc giáp vào đã, Tôi muốn em chơi linh tinh như căn phòng. Nhiều ấy quá. Cái bình oxy này. Bình oxy đâu? Quần áo, thay quần áo này. Ngon. Mặc luôn, còn gì nữa? Bình oxy em đầy rồi. Anh đầy mẹ rồi. Đổi đi thay luôn không? Thay luôn bình mới được không? Không biết. Thay luôn bình mới cho nhanh. Ờ thay luôn được rồi. Thay luôn cái gì đấy? Ờ ấn use không được đâu Sơn ạ. Thế à? Chắc phải hết nó tự thay thôi, kệ mẹ đi. Hết lại giặt sau sợ đéo rồi. Con nữa này, con này quái nữa này. Giết nó đi Sơn. Đấy. Nhường đấy. Mất đầu rồi anh em ạ. Nếu cả hai cùng ấn với nhau ấy thì đều được Sơn ạ. Cũng lúc hai cái thằng quấn bây giờ sau đợi nhau hai thằng quấn một lúc thì được. Ờ, khi nào đợi nhau lấy cùng nhau đi rồi. Hai bộ quần áo không biết bộ nào ngon hơn nhỉ, nhìn chỉ số thì biết. À một bộ chống mưa, cái bộ mà ấy sau chống mưa. Ê, thôi rồi. Đừng lấy bộ chống mưa phế lắm. Xuống dưới này ăn chắp tịt Sơn ơi, ăn chắp tịt à. Ừ. Ui. Phế quá, phết mẹ ngoài đời, chuyện này rách mẹ lỗ đít. Ăn cháp tật ngay còn gì phế nữa. Phế quá anh em ạ, à. Quả trượt đường phế quá. Người ơi, hãy anh em lại một ly do à? Đi. Hãy nhìn dưới đấy, đéo có đường đâu. Ừ, rồi đấy. Đây, sang bên này, sang bên này. Sang bên này. Đéo phải à? Anh em đi so đi. Bên nào nhở? Bên này. Bên này hình như có quái. À không có, chưa có. Vào sáng này, đồ ăn này. Còn cái gì? Ôi, thì mẹ thuốc này, thuốc này. Thuốc đầy thanh máu rồi, thuốc đéo gì nữa. Vào sáng đầy mẹ. Còn quá, nhiều đồ quá. Vào sáng này. Đầy thanh máu rồi đéo, ấy rồi. Mét ui em rồi. Nghe tiếng con đéo gì ấy Sơn ạ. Ngon, đang thừa máu. À nhưng mà nó đánh mất giáp mình, nhớ đéo đánh mất máu mình cơ.
À đây đây, thấy quái rồi, thấy quái rồi. Từ từ, dùng pháo sáng, dùng pháo sáng vắt. Lựu đạn này, lựu đạn đây chưa? Lựu đạn đấy cú, lựu đạn quan trọng này. Đâu đâu đâu, đâu. Đây 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 này. Thấy rồi. C4 này. Nhiều hay ít quái, nhiều hay ít quái. Nhiều 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 nhiều. Có cái con đấy đấy. Mày nhẹ ném thêm pháo con sáng. Con mở miệng đấy. Nó nói đốt pháo sáng nhỉ, quên rồi. Chuột 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 trá à, chuột phải. Ok ok. Đây rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ấy à. Ấy à. Mày láo này. Lùi 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 lùi. Lùi đi, lùi đây, lùi đây. Đấy ném quả molotov vào nào. Mày láo này. Nó đánh vào tường thôi, không cần dùng molotov đâu. Ok ok, đánh đi. Đấy nó đánh vào tường thôi, nó đánh vào tường thôi. Thằng nhảy lên trên đầu kìa. Từng... Mày láo này. Thằng nhảy lên trên đầu kìa. Mày láo này. Đâu để em, nó không đánh mất em cái giáp nào đâu, nó toàn đánh vào tường thôi. Ok ok ok. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Sơn tránh ra nhá. Ok ok. Thật, em đánh vào người đấy. Anh đứng sau mà, anh giết một con đằng sau lưng cu mà. Đây. Mày. Lấy xác, lấy xác cùng nhau, lấy xác cùng nhau nhá. Được chưa? Lấy à, đi, lấy đi. Đây bên này, ngoài này lấy con này đầu tiên này. Con đầu tiên đâu? Con này, 1, 2, 3 lấy nhá. Ai bạn. Rồi, lấy thôi, lấy đi. Ok, ok. Rồi. Chí quá. Đây, con thứ hai gần đây này. Con thứ hai đấy, gần đây. Để anh chỉ vào đó. Đâu con nào? Đây. Lấy điểm 1, 2. Con đầu 2. Tiên trước nhá. Ok, ok. Lấy đi. Đấy, lấy đi, lấy đi. Ok, ok. Em lấy rồi. Ok, ok. Thế quá, chị bẩn quá, chị bẩn quá. Đây, con tiếp này, con tiếp này. Đâu, 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 con nào? Đấy, con dưới chân này này. Đâu, đâu, đâu. Ok, thế rồi, thế rồi. Ngon quá, hai người lấy một lúc được hai được luôn ạ. Đây, con này nữa này, con này nữa này. Con nào? Hai con. Con bên này trước nhá. Con bên trái trước, con bên trái trước, bên trái em này này. Ô, bên trái bên em. Nào? Con gần bên ngoài. Trái em. Con ngoài cùng gì? Con ngoài gần gì? Ngoài ừ, con gì? Ngoài cùng ấy. Ok lấy ừ. Đi. Rồi. Chứ bẩn quá, chứ bẩn quá. Rồi lấy con cuối cùng đi. Okay. Anh em gì chứ bẩn không? Chơi bẩn chứ thế nào chứ bẩn như thằng cu anh em ạ. Hách quá. Thôi mặc đã. Hách quá. Đứa gặp quái vậy, quái khủng nó đạp cho. Em anh tôi chưa thế nào chứ bẩn như thằng cu anh em ạ. Rồi đầy giáp rồi. Đâu em xem sơn nào. Em xem sơn nào. Mặc hết chưa? Anh á, anh phun giáp rồi. Anh còn đang thừa 4 cái giáp nữa. Vãi lìn thừa tận 4 cái ạ. Rồi lút mấy con này nhá. Từ từ em uống cốc nước vào đã. Cần mẹ. Anh uống mà anh vừa uống cốc rồi. Phải uống đấy. Hết rồi phải uống đấy. Uống vào ngay chứ còn gì nữa. Hết rồi đấy. Từ từ. Đi bên nào trước nhỉ? Kìa quái, kìa quái kìa. Rồi đây đây. Một thằng đánh không đánh với nhau đấy. Đánh hai thằng đánh lúc rồi dễ đánh với nhau lắm. Rồi để em đánh trước rồi. Ok. Một con đánh dễ rồi. Rồi lấy xác này, lấy xác này. Ôi chém đứt người luôn ạ. Rồi. Game phê quá, game hay quá anh em ạ. Thằng trước càng cuốn, thằng trước càng cuốn. Để em tìm đường đã nhá, để em tìm đường xem đường về là đường nào nhá. Ok. Không đi thẳng ở đây luôn. Đây có một đường là ở đây này. Đường kia là mình đi rồi, đường này là không có. Nên là chỉ có một đường, đây đây đây, đường này. Đường duy nhất này mà, à, từ từ. Đường này này. Có mỗi đường này mà. Mỗi đường đấy thôi đúng không? Ờ. Ok, thế đi thẳng đường đấy thôi. Tại vì có một cái đường về sân ạ, nên là yeah. Tí nữa gặp con nhiều răng. Ui. Ui con gì ấy, nhìn thấy con gì bay kìa ui à. Đây đây đây, để dùng pháo sáng. Nước gì phun được kìa, anh phải lấy pháo sáng, nhiều pháo sáng quá. Dùng bớt đi. Có để làm gì đâu. Đây con bốn chân này, sơn này. Đâu? Đây này, ở đây này. Để em dùng molotov cho. Ui, ui nó đến kìa. Lùi lại, sơn ơi, lùi lại. Dùng pháo sáng, à dùng ấy giết nó. Dùng molotov đi. Nó đi, nó chuyển sang gì đó. Ấy cu, anh câu nó, cu chém đi. Để em dùng molotov giết cho nó nhanh. Ném đi. Nhưng cái thủ đã hơi chắc. Con này khỏe đấy. Mày lão. Này hai bình là chết, mấy con này ấy. Anh chuẩn bị quả molotov luôn.
Đây đây, em ném luôn cho. Anh có đấy. Cứ ném luôn nào. Đầy phát nữa. Giữ đi. Rồi đấy. Ok ok. Để em dùng cung phát cuối cùng là xuống chém nó hai cái chết mà. Từ từ đã, nhưng mà đang lửa. Thế lửa xuống chém nó nhanh sao phải ấy. Anh đừng gây tanh rồi. Ui xôi. Ôi. Địt. Hết mẹ cung rồi. À mình dùng cái này đi. Địt mẹ. Chém đi nhanh. Ui. Chưa chết sơn nặng. Mày láo không này, chết rồi. Nào, xuống hai bạn, lấy đi. Ok, con này lấy hai lần mà, Hai lần con kẹp. Hết rồi. Hai lần con kẹp. Không được, hai thằng lấy lúc không được. Hai lần được. Cái con kẹp. Cứ hết giáp thì anh vứt giáp cho anh, còn 5 cái giáp trong em giờ. Em còn mà. Có một con nữa nha. Con gì nhỉ, có con gì kia kìa. Đấy. Con răng. Con răng ấy, thì em bảo con răng mà. Răng với con hai chân đấy, ném với ba con cua. Ba con à? Hai con hai đầu với cả hai con răng, hai con hai đầu với hai con răng đấy nữa đấy. Rồi, Molotov. Nhưng em chuyển Molotov đã. Cho quả lựu đạn nhỉ. Molotov đi, lựu đạn phí lắm, lựu okay, đạn khỏe. Okay. Molotov trước. Mày láo này. Chạy cung chết đấy. Đây. Mày lên đánh tao. Chết chưa con chó. Mày láo này. Mày láo này. Chết rồi. Ôi không vào. Lửa, bị dãy. Rồi. Hết lửa rồi, anh chém nó phát xong cui vào đánh là vừa. Đây, để em chém cho. Hết lửa đã. Chết chưa? Rồi. Hết lửa đấy, lấy xác đi. Ok. Sời, con bên này nữa Sơn ơi. Đâu con nào? Đâu. Đây. Đây. Ok. Ơ, xong lấy được. À đây, lấy rồi. Lấy đi. Thấy rồi, anh thấy đâu. Rồi, lấy đi. Đây, ngồi cho em đi. Ok. Nhiều giáp quá rồi. Bảy kết. Em mặc lại giáp đã, em mất hai cục. Nữa à. Rồi ấy, có một con nhiều răng ở chỗ kia nữa kìa. Ok. Sơn đỡ đi. Đây, ném để xem có sáng nữa. Ui, ba con nhiều răng. Nhắm quả Molotov đã, cho một quả Molotov chưa ra. Ba con nhiều răng nhá. Ô nó không chết à? Một con không cháy à? Cua, chuẩn bị đánh này, anh đỡ này, đỡ này. Từ. Anh đỡ đi, để em vào em đấy. Đây. Sau còn con nữa cua, chạy đi cua, đằng sau còn một con nữa đấy. Rồi, chạy đây. Okay. Đánh nốt con này đã. Đánh đi. Đây em đỡ cho. À, chết rồi. Okay. Con kia còn đánh nốt con này. Ừ. Đây em ra sau này. Ok này. Chết rồi đấy. Thân giản rồi, lấy xác đi. Còn con nữa đánh con kia, đánh con kia đánh. Tính. Anh lấy đi, anh đỡ đi. Cứu cả đợt đấy. Chết rồi. Vào đầu hai ba phát là chết rồi. Lấy con nào trước. Lấy con ngoài cùng trước. Con ngoài cùng đâu? Nếu như đâu rồi. Nếu phải con này rồi. Con nào nhỉ? Ngoài cùng đâu nhỉ? Đây. Ok. 1, 2, 3. Rồi, lấy rồi. Đây, đến con này nhá. Con này. Lấy đi. Từ, chưa lấy được. Lấy rồi. Đây, em lấy được rồi. Ok. Mày như mấy con này lấy hai lần mà, không phải lấy cùng nhau đâu mấy con này. Đây, con này nữa này. Đây. Con này lấy chưa? Chưa lấy. Đây. Rồi. Kể rồi đấy. Xác thằng này có cái gì này? Có đèn pin này, Sơn này.
có flash này. Oh shit. Đâu? Có cái gì đeo đeo trên mặt, đeo trên người ấy. À có. Ngon. Đây 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 đây. Đeo trên trán, đeo trên trán, đeo trên trán đấy. Trên trán. Thử đeo phát nào. Đỡ phải dùng lửa, bật lửa. Đâu? Em có thấy cái gì đâu. Em dùng rồi mà. Nó đeo như nào? Nó đâu đấy, nó bên trái bên phải. À cái này không phải là đeo, cái này là để chế tạo Sơn ạ. Thế à? Ở đâu đấy, nó ở đâu đấy? Cho đèn pin vào à? Hay cho gì nó vào? Ở đâu cũng? Em thấy đâu? Nó ở cái hòm màu màu ấy. Hòm màu đen ấy. À cái này là cho vào súng. Con mẹ. À ừ đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi, cho vào súng đúng rồi. Ngắm cho chuẩn. Ừ. Vào trong hang thì có đấy treo treo vào súng. Tiếp đi, tiếp rồi, đi tiếp rồi. Ui, cái gì đấy? Ôi, con ấy, con hai chân, hai chân, hai chân đấy. À, ừ. Anh tanh không? Anh tanh đi, anh tanh đi. Hai đầu của nó đấy, hai đầu nhá, cẩn thận nhá. Đánh à, ba thành giáp anh ạ. Khỏe với cứt luôn ạ. Đánh với ba thanh giáp anh ạ. Khỏe với cứt ạ. Đấy, rồi lấy đi, lấy đi. Khỏe thật ý. Con này khỏe vãi, em đánh nhiều với Lin nữa. Con nhiều răng hai bom mới chết mà, con này ba bom chắc mới chết. Bom ừ. Anh thì ném mấy phát mới chết mà. Xem nó có gì không. Hết rồi, hết rồi. Hết chưa nhỉ. Khỏe thật con chó này. Từ từ em phải tìm được cái hang đã. Hang ở đâu? Cái hang đi về, cái hang đi về. Phải tìm cái hang đi về gần đây thôi. Cái gì nè? Đừng đi tiếp, không đi tiếp đâu cái gì. Có, đi tiếp nữa, nhưng mà có một cái hang đi về ở gần đây. Ok, ok. Em tìm đã, để em tìm đã, xem nó ở chỗ khu nào. Con con này. Vào trong này thôi. Bỏ con con chạy con. Có con gặp mấy con con đi, gặp mấy con thì chạy đi nhá. Không, okay, không, okay. Không cần đánh nó nữa. Ok. Giữ thể lực vào, giữ thể lực vào. Chạy một tí hoặc dừng một tí, chạy một tí, dừng một tí. Bên dưới này có tiền này. Tiền đây này. Đây đây đây, đây. Đi xuống dưới này cùng em này. Mẹ ơi, kê nghe một lý do đi. Bên trên hình như có quái luôn hay sao ấy, sao ạ? Nhớ không nhầm là thế. Quái luôn à? Đấy đúng thật. Đấy vào đây anh ơi. Ôi anh. Ui. Nhảy đây anh, nhảy đây này, nhảy đây đúng không? Nhảy xuống, nhảy xuống. Anh ra, anh xuống đây, anh ra. Nhảy xuống đây. Xuống ạ. Ui ui ui. Nhảy vào đây. Ôi chết một con rồi. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, không chạy được. Đây. Nhảy đây nhảy các bạn. Đây anh sai. Ui ui. Ui. Xuống đây, xuống đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn con nữa thôi, xuống đây nốt đi bạn. Con này ra đây, con này ra đây. Con này ra đây. Xuống đây, xuống đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ui giời. Còn một con nữa này. Còn con nhiều răng nữa nhá. Thế à, kêu đi nhanh đỡ phải đánh, đỡ tốn máu. Ừ. Hai con nữa, hai con nữa. Nhảy đây. Con này. Đéo nhảy ạ. À. Ê, con nhiều răng này, con nhiều răng này. Đấy đấy, chết rồi này. Con nhiều răng chết rồi. Chết đâu, chết đâu, chết đâu. Đấy, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đấy, sao đấy. Cái con kia vướng cái kia, nó nhảy đây ạ. Nhảy đi bạn ơi, nhảy đi bạn ơi. Mày. Mày này. Rồi, ra đây. Nó xuống cơ, con chó này. Chết rồi, chết của con chết rồi, này. Chết rồi đấy, chết rồi. Đéo chết ạ. Nó lại lùi lại à? Ờ. Nó kẹt đây rồi. Chết luôn nhanh. Đi cho nhanh. Giết đi, đéo là tốn thời gian quá. Ôi cẩn thận em chém vào anh đấy. Ok, ok, anh sợ chém vào cu anh. Thấy chưa? Ôi, chém đứt chân luôn kìa Sơn.
Chém ngay, chết ngay. Lấy xác mấy con này đã, để lên đã, để xác lên đã. Ừ. Thì vào lấy cái sẻng cũng gặp khá là nhiều quái đấy. Đéo đẩy lên được ạ, à. Khó đéo đẩy cái xác to đéo đẩy được. Con này to quá, đéo đẩy được. Lấy được luôn đấy, lấy thẳng luôn đấy, được đấy. À, lấy thẳng đi, lấy thẳng đi. Con nào trước, con ngoài hay con trong? Con ngoài trước đi. Ngoài, đéo thấy hướng lấy cơ. Đi mẹ lấy bừa đi Sơn ạ. Ok, lấy bừa cái đi. E gì đi. Đéo ơi, mình nhiều ấy. Hiện lại mất, hiện mất vực cái rồi. Đéo lấy được. Đéo lấy được ạ. Thôi dẹp mẹ đi, em đéo lấy đâu. Kệ mẹ, đéo ơi, lâu la mấy hồn. Đây, lấy con này này, lấy con này này. Lâu, con nào? Ok, ok, một hai người, một lấy nhà một. Đấy, chưa lấy, chưa lấy, chưa lấy. Ờ, em lấy mẹ rồi. À, đi lấy rồi, đi rồi. Cày mới đi, hai cái xác kia. Cần mẹ. Thôi không sao, giết nó, đỡ tốn thời gian là được. Ờ, à, đỡ tốn thời gian, đỡ tốn máu là được rồi. Ừ. Đây là con này nữa này, con này nữa này. Ok, ok, đợi tí. 1, 2, 3. Để Sơn nhìn mẹ, bố đời với cất mẹ. Trên mặt Sơn còn có kìa, mặt Sơn còn đeo. Bố đời quá, trên mặt còn có anh em ạ. À. Đi, đi. Cấp cao thế. Đây, 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 đoạn này, đoạn này. Đây, 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 có quái trong này nhá. Từ từ, để em dùng phá sáng. Ok. Có quái bốn chân ấy, con bốn chân ấy. Được nào. Đi nữa này. Sơn thấy gì trước mặt chưa? Thấy chưa. Cái nhà gì trước mặt chưa? Chưa. Có mấy bọn trẻ con nữa này. Có mấy quái trẻ con nhá, có cái quái trẻ con đấy. Chết quá không hay như nào? Giết giết con bốn chân này đã, à giết hai con bốn chân nhá, hai con bốn chân nhá. Lại lại trẻ con hai con đằng sau này. Ấy ạ. À. Cẩn thận chết nhá Sơn ơi. Ui đông thế, đông lắm, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Đây, đây, em đang lùi đây, em đang lùi đây. Lùi chạy, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, chỗ cao, nhảy, chỗ cao, nhảy, chỗ cao, nhảy, chỗ cao, nhảy, cao, nhảy, cao. 4 con ạ, à, 3 con ạ. À. Em hết đấy rồi, em hết molotov rồi. Anh chế, anh sợ nó cắn không? Nó lên được không? Để anh chế. Đéo lên được đâu. Để anh chế, để anh chế. Đéo, để em mấy cho. Nó không lên được đâu, nó không lên được đâu. Chế, để anh chế, để anh chế, đốt. 3 con 4 chân liền. Ôi, ôi không lên được, không lên được đâu. Không lên được đâu, không lên được đâu. Nó vẫn lên, nó vẫn lên. lùi lại ra nước đi, lùi ra nước đi. Vương, lùi ra nước đi. Lùi ra nước chưa? Anh bị tiến vào trong rồi, anh chắc đường không biết đường. Mẹ. Sao sao anh vào trong anh để anh công nó. Vào đây. Vào đây. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ra nước chúng nó chết luôn rồi. Thế à? Ok. Ừ. Đây em vào hộ Sơn đây. Nhìn Sơn kìa. Chạy ngay. Giết chạy đi. Ngay. Sợ đéo gì. Nó chết rồi đấy. Chưa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ok, cháy đi. À chưa chết. Hai con. Ui, hai con đây. Lùi lại. Cô đi, cô đi. Lùi lại. Sơn mất giáp đầu rồi. Má mày. Sơn mất giáp đầu luôn ạ. Đây bạn này, ra đây bạn này. Đi mẹ, mấy con này dày quá. Đéo nhấc lên được. Ngồi ra đây, lùi cu, lùi cu, lùi cu. Đây, 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 chết luôn rồi. Ôi giời ơi. Nó lấy xa cả một cái ơn. Có con nữa này. Con này đéo có mắt luôn ạ. Chết rồi đấy. Chết rồi. Đéo đẩy lên được, đẩy lên. Tao lên, cứu mày đây. Nặng đéo quá, được. Nặng quá. Nặng quá đéo đẩy được. Có hiện chữ E đéo lấy được ạ. Bực quá hồn. Đến tôi xem mẹ đi. Ra lấy cái sẻng đi rồi về xong đây. Có hiện chữ E bực quá hồn. Nếu hiện được còn hơn. À đây này. Có con đây này.
Này, ra đây lấy này. Ok. Đứng chỗ em này này. Cay thật Kim, cay thật. Đâu nhỉ? Đây đây đây. Trẻ con đâu? Mấy con trẻ con kia đâu? Bố mày clear hết. Bố mày clear hết nhá. Trượt không ạ? Ê à, nó né. Mày né này. Hết rồi đấy. Hết chưa, hết chưa? Hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi anh em ạ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Còn nữa này. Trời. Giết trẻ con ạ. Cung này, cung này, cung xịn này. Cung này. Thầy ơi, thầy cung xịn này. Có người này có gì đấy? Xẻng, 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 xẻng. Cái xẻng kia rồi, cái xẻng kia rồi, cái xẻng kia. Lấy rồi. Sơn okay. Thấy gì chưa? Đừng cẩn thận chết đấy nha. Xuống đây được à? Đi trong này là cái gì đấy? Đâu? Xuống đi. Không xuống được. Điên à? Kim nó xuống à? Ừ, xuống là chết đấy. Xuống, xuống là chết đấy. Ai mà cung thế? Ừ. Không ai đi xuống cả về đường này. Nhưng ai mà cung là không xuống được. Sơn chết thì. Anh chỉ xuống này nhớ. Đéo nó xuống, đéo cho mình xuống cụ ạ. Thấy chưa, bảo là không xuống được. Nó cho mình xuống. Ơi đi về thôi. Ok. Đâu ấy nhỉ? Em lấy cái đuốc đã. Cho sáng. Đi. Ê à, sáng nhỉ. Rồi. Về thôi anh em. Về nhà thôi. Về nhà thôi. Mẹ tập này đừng về nhà làm sẻng rồi. Sẻng rồi lấy cái ấy thôi Sơn. Sẻng rồi lấy cái gì? Súng à? Cái cạc, cạc ID. Là cái gì để mở cái gì đấy? Không à, tí nữa vào nhà nó để ấy, để mở khóa ấy. À có cái cửa trước mình chưa có cạc hay đúng không? Ừ. Tâm hồn em chơi lên nhanh như căn phòng rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Ôi, con trẻ con này. Mày trẻ con này. Cái này ammo đạn này. Kìa. Đạn thôi, cũng chả có gì đâu. Đạn sau cần đi. Ôi giời. Ôi giời. Sơn tìm một cái đường. Đây này, đây cũng có này. Này, kích đạn nổ đạn, hai quả đạn, đạn này. Ngon phải cứt. Nhiều thằng chết ở đây vậy cái. Khu này à? Đảo này mấy cái đảo cũ không biết phải là một không nhỉ? Đây 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 đây, đây. Sơn này. Rồi. Phải đây không nhỉ? Đi rồi đi, kiểu sẽ đến, lo gì. Đường nào nhỉ? Đường nào em quên mẹ mất rồi. Đi vừa đi rồi ra. Ra đây à? Đây 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 đây. Đây đây đây. Đây, đây, đây. Đá rồi. Ui ui. Cho kích nổ đây là được, lấy lựu đạn kích nổ đây là được. Lựu đạn, à, đạn hay gì? Lựu đạn hay gì? Lựu đạn, lựu đạn. Chưa rồi. Này. Đi thôi, cứ đi thẳng nhá, đi thẳng nhá. Có mấy con, có okay. Mấy con quái con đấy. Ok ok. Có mấy con quái con cứ mặc kệ nó Sơn ạ. Ok. Có mấy cái hộp sọ thôi. Chỉ biết cái con mày bị chặn cửa cái là con gì nhỉ? Ui, có mấy con quái con bên trên nhá, cẩn thận nhá. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Đây, ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Tao chưa, tao chưa, tao chưa. Rồi. Nice, rôn sơn baby. Đã ra ngoài. Get out the here ngay, uống nước phát. Hát nước qua, cho tôi một ngụm nước đi các bạn ơi. Hát nước qua. Cái có nước à? Có đây. Nhà gần nhà mình luôn này.
Ra đây sếp á? À? Ừ. Về nhà sếp á? À? Chắc nghỉ đó cụ ạ. Ừ, sếp đã rồi nghỉ. Ok ok. Mẹ thổ dân vẫn còn ấy ở đây ạ. Cần mẹ. Đâu? Đây đây đây. Ui chuyện giật thế nhỉ? Anh em thổ dân đây. Thổ dân nó có cái áo gì cụ ạ? Ơ. Ừ. Có cái áo đẹp lắm. Lấy được không? Lại có bạn cu đến chơi kìa, bạn đến chơi cu kìa. Có bạn đến chơi, anh vừa thấy có bạn khỉ đến chơi không? Thì mẹ sơn bao quanh người á. Anh bao quanh nhìn người luôn sơn à? Này. Nhìn sơn bao quanh người. Để em chụp cho xem nhé. Tân cầm 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 cái xẻng lên đi cho oai. Ok, xẻng này, ok. Cầm xẻng lên, để em tắt hết đi. Xẻng đâu nhỉ? Xẻng ở đâu nhỉ? Đây đây. Mẹ. Bố đời bây giờ. Đâu 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 đấy 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 em chụp mặt mặt cho em chụp mặt cho để bỏ cái L ấn tắt L đi rồi đấy. Chiến thuật không anh em, nhìn tôi chiến thuật không có bố đời lắm từ từ đây gửi cho xem đi cười đấy để xem được chưa. Rồi. Xem nào. Hỏi tí xem. Ok nhá anh em nhá, để xếp phát đã. Xem chưa, xem đi. Đấy, xếp phát đã. Ô, con này làm hỏng ấy gì ấy của mình à? Thằng Kevin kìa. Thằng Kevin này mẹ, nó là mày vô tích sự nhá, đừng để tao ném cho viên đá vào đầu. Cho viên đá vào đầu. Thôi, mày đấy. Ngửa đâu các bạn, cũng nhìn thấy anh em nó ngửa đâu này. Vãi. Cái khổ thân. Ném nó ngửa đâu mà. Đấy. Ôi nó không phải cuối, nó chết rồi. Xin lỗi, anh ơi, con em xin lỗi, xin lỗi. Khổ. Kiểu đầu, kiểu đầu các bạn. Em xin lỗi anh nhá. Thôi, check này, check up free nhá. Chó sơn mất giáp đi. Thử viên đá thôi, xem như nào. Mất giáp. Đấy nhỉ. Ok nhá anh em nhá, hôm nay chơi đến đây thôi. Ok. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của chúng tôi. Tạm biệt. Rồi. Bye bye nhá. Anh em nhá. Rồi, nghỉ đây, rồi ok. Mẹ.